Thế là Trung Thu năm nay vẫn một mình. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là tới Trung Thu rồi. Ai, cái ngày này năm trước mình còn được đi chơi. Tới năm nay, nằm ở nhà ngắm trăng soi ngoài cửa sổ luôn. Nghe thêm bậy, tới Trung Thu em đốt đèn đi chơi. Em đi xong, em cách ly luôn, khỏi về. Mà giờ mới để ý, đứng nãy giờ mà không ai mời mình vô chơi. Ui là trời, phải xin con nhỏ em vô chơi mới được. Bé Ly Xô Mai Que ơi. Ui là trời, phải anh Xuân của em không? Ủa, còn anh Xuân nào nữa hả mày? Đó đó, đúng là anh nè. Hồi nãy có một khứa nào vô kia mà bé không? Nổi hết da gà luôn rồi. Tính ra cái thằng mày nói là tao luôn đó. Em tưởng. Hỏi, tưởng cái gì mà tưởng? Gọi mày xin vô nhóm tao làm cái gì? Câu đó em hỏi anh mới đúng đó Xuân. Anh xin vô nhóm của em mà. Bộ anh nghĩ dịch nhiều quá rồi anh bị chấn động mạnh hả? Thì tao với mày chơi chung với nhau cũng lâu rồi. Mày bị sao là tao bị nhiễm y vậy đó. Em không có nha. Ly, mày biết tin gì không? Quan trọng lắm. Chuyện quan trọng là chuyện gì mới được anh? Không, chuyện quan trọng của anh nó nhảm lắm. Không bị chị Út la cũng bị hai kêu đi kiếm người yêu. 22 nồi bánh chưng rồi mà còn một mình. Anh tôi ế dữ trời. Ê, tao nhột nha mày. Thì có chuyện quan trọng tao mới nói mày nè. Tao có người yêu rồi đó. Anh Xuân anh xào keo á. Làm với em không rầm nó banh em gì. Cái con nhỏ này sao mày không tin tao? Tao quen nó được 22 năm rồi. Tao năn nỉ nó quá trời mà nó không chịu chia tay tao. Vợ tao không biết làm sao luôn. Khoan, có gì đó sai. Không lẽ con đó là nó đó, cái con độc thân muôn năm đó. Ui là trời. Anh muốn kiếm người yêu thì vào list match mà tìm. Sao mày không nói tao sớm? Tao thoát khỏi cái con muôn năm đó rồi. Mà anh Xuân em với cô chị cũng muôn năm như anh vậy đó. Wow, độc thân lên ngôi rồi. Tí em rủ chị em vào chơi. Vợ vô làm trận đi rồi đợi chị em luôn. Ly ơi, anh với em đi máy bay nãy giờ cũng hơn cả chục trận rồi. Chị em khi nào mới vô? Dạ em chưa rủ chị nữa, chị không lên là phải rồi. Cái thằng nào mà bị hông bình thường nó mới tin mày đó. Dạ anh Xuân bị ngu. Con chó. À dạ, rồi mày đi đâu rồi Ly? Dạ em ở dưới này nè anh ơi. Mày rủ tao đú chén, rồi mày bỏ tao. Anh Xuân đút bì. Ê, tao không có bị ngu nha mày. Dạ không có bình thường thôi à. Chờ chút em lên tới. Em lỡ tay. Sao mày ngậm củ tỏi theo tao rồi? Thôi, mày chơi đi. Chơi với mày, tao tức thiệt chứ. Mày chơi trước đi nha Ly. Thôi, tao đổi ý kiến rồi. Quái chữ không anh tới đó hả trời? Chào anh nha. Chị chào em nha Ly. Anh tới đó hả trời? Chào anh nha. Chị chào em nha Ly. Hello em nha Ly. Dạ. Em có chị Xô Mai Que vậy? Sao em không giới thiệu cho anh biết? Em quên anh luôn. Chị ruột em hả? Dạ đúng rồi. Trung Thu năm nay anh hết ế rồi. Chưa chắc đâu anh. Chị em khó gần lắm đó. Em để xem. Không như anh nghĩ đâu. Thôi hai người chơi trước đi. Mình ra đề bạn tí. Dạ hai. Kìa em Ly này hả? Anh chưa kịp kết bạn nữa. Chắc anh bo xì em luôn quá Ly. Lúc nãy anh không nói sớm. Anh có kịp nói cái gì đâu. Tội trong anh tôi. Ế tiếc đi anh. Em họp đây. Chúc anh chơi vui vẻ. Thôi đi leo tử chiến luôn. Cái tên thấy quen quen. Như là... Anh Xuân trùng hợp dạ. Anh đây rồi. Anh không chơi với Ly sao? Nó ốp rồi. Nó nói nó đi chơi với trai. Để anh đi ghép có mình vậy nè. Ủa? Em nói em đi chơi với bạn mà. Sao anh thấy... Tại bạn em nó bỏ em đi một mình rồi. Hẹn em lên xong để rồi bảo em đi bắn giao lưu gì đó. Em cũng đi ghép giống anh luôn. Em nợ anh rồi đó nha. Anh ghi nhận rồi đó. Sao mà dễ vậy anh? Rồi em sẽ trả lại. Đó, thấy không? Nợ anh thêm một lần nữa rồi đó. Hôm nay em bấn tệ dữ ta. Chắc là có anh đó. Em nợ anh, bây giờ anh muốn em cho anh cái gì đây? Em kết bạn với anh nha. Em đáp ứng được nha. Còn một lần nữa đây. Anh phải giữ cho riêng mình một điều chứ. Lỡ đâu anh. Bí mật nha. Đến đó anh sẽ nói cho em biết. Dạ. Bạn em kêu rồi nè. Em qua với bạn em tí nha anh. Anh cũng ốp luôn. Bye bye em nha. Nhất định Trung Thu này mình sẽ cưa đổ được em. Rồi tới công chuyện chi hai nữa rồi. Xuân. Dạ em nghe. Tối nay đi làm đồng đèn với hai nha. Hả? Em có nghe nhầm không? Chị hai năm nay đi làm lồng đèn luôn. Trời, em tưởng chị làm cho chị hả? Em hiểu lầm rồi. Có mấy đứa kế nhà thì định làm tặng cho mấy đứa nè. Dạ, xíu em làm nha hai. Ủa, bây giờ em đi đâu hả? Rồi biết luôn, đi huấn luyện đúng không? Ê mà tao hỏi nè, mày vô đó hoài mà sao mày vẫn ế vậy? Tao không hiểu luôn á. Thôi, em có cà rốt rồi đó, không có nói em ế nữa nha. Trời ơi, su cà ne cho cô gái đó. Ủa, chị gọi em vô đây, rồi vậy thôi đó hả? Vô quay với chị, để chị kêu thêm cô em gái. Nghe đâu cũng ế giống em vậy đó. Chữ ế nhưng mạnh dữ ha. Biết đâu quay với hai rồi thành phim giả tình thật cho em với bé đó thì sao?